Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi giao diện sáng tối cho Zalo. Đầu tiên các bạn mở ứng dụng lên vào chọn mục thêm ở thanh công cụ để vào phần cài đặt. Sau khi vào cài đặt, các bạn chọn mục giao diện. Tại đây các bạn có thể chọn giao diện sáng hoặc tối cho Zalo, hoặc chọn giao diện theo chế độ của điện thoại. Video của mình kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình để mình có động lực ra video mới nhé.